Chỉ trong vòng 5 đến 10 giây hành động, Nguyễn Hữu Đồng cùng với Nguyễn Tiến Quân đã có thể phá khóa và trộm thành công một chiếc xe Way. Công cụ gây án của các đối tượng rất đơn giản, chỉ gồm một tay công phá khóa như thế này. Đáng chú ý, quá trình trộm cắp, để tránh bị người dân nghi ngờ, các đối tượng ăn mặc sang trọng giống như nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, hành vi khả nghi của Đồng và Quân đã không thể qua mắt được cơ quan công an. Quân điều em qua nhiều tuyến phố thì khi đến Hồ Tùng Mậu, thấy một chiếc xe Way RSX, Quân đã dừng lại, quay đầu và đứng ở đấy cảnh giới và em sẽ là người trực tiếp xuống phá khóa. Phá khóa trong tầm 5 đến 10 giây ạ. Qua công tác điều tra, công an thành phố nhận định loại xe mà các đối tượng trộm cắp chọn để lấy trộm đa phần thuộc thương hiệu Way, Dream. Thời gian hoạt động của các đối tượng chủ yếu là buổi trưa và đêm muộn. Tài sản trộm cắp được các đối tượng cất giấu tại các bãi xe công cộng rồi lên kế hoạch giao bán rất bài bản. Sau khi tôi ăn trộm xong, tôi sẽ lên hội nhóm Facebook mua bán xe, rồi lập nick ảo, liên hệ với người tiêu thụ và tôi bán luôn ạ. Bán luôn trong ngày? Bán luôn trong ngày ạ. Mỗi xe tôi bán được tầm 4 triệu và chia đôi cho hai người thì mặt và tiêu xài hết luôn. Các nhóm đối tượng trộm cắp xe máy thường bán những xe máy không giấy tờ, không bị kiểm soát ở trên những trang mạng xã hội như Facebook. Những trang mạng xã hội này thì thường bị cơ quan công an đánh sập và chúng lại lập lại những trang mạng khác, mà rất khó khăn cho công tác của lực lượng công an. Chúng thường giao dịch ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại vào buổi trưa hay thay đổi địa bàn nhà trọ. Bên cạnh đó, chúng mang theo các hung khí như là dao, gậy để chống trả lại lực lượng khi bị phát hiện. Theo cơ quan công an, hiện nay hành vi trộm cắp của các đối tượng ngày càng chuyên nghiệp, thay đổi liên tục, thậm chí có tổ chức, phân vai nhiệm vụ trong từng khâu để qua mắt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng chủ quan, sơ hở, thường hay tiện để xe ngoài đường, thậm chí cắm chìa khóa trong xe để vào nhà lấy đồ. Điều này đã vô tình tiếp tay, tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội. Do vậy, để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, yêu cầu các đơn vị công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra các địa bàn. Ngoài ra, người dân nên lắp đặt camera giám sát hoặc gắn thiết bị chống trộm, định vị trên xe. Về đêm, phải đưa xe vào nhà khóa cửa cẩn thận, gia cố những nơi kẻ trộm có thể đột nhập để phòng ngừa.